chương trình Giờ Kinh Tối Gia Đình. Hôm nay Chúa Nhật, cùng với giáo phận chúng ta hiệp ý cầu nguyện cho Hội Thánh và công việc truyền giáo của Hội Thánh. Xin mời đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao đổi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba loài nghe lời con thiên tha, tình thương men ấm u con ngày đêm, lần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Xin mời quỳ. Lạy chuông, con tin thần có một Đức Chúa Trời là đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chúng tôi cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hồi thân dây, thì con tin vững vàng. Vì Chúa là đấng thông minh và chân thân vô cùng, đã ban truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trong cây vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên nghiệp đàng, xem thay mừng Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép thân và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự. Vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Giờ đây chúng ta cùng thanh lặng xét mình và thống hối tội lỗi. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin mời đứng cùng lắng nghe lời Chúa. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý, tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Suy niệm. Những hình ảnh kho báu và viên ngọc diễn tả giá trị trỗi vượt và quý báu của nước trời hơn hẳn tất cả mọi sự trần gian, đồng thời nhấn mạnh đến niềm vui của người tìm thấy và chiếm được kho tàng này. Nước trời không ở đâu xa, bởi vì những giá trị của nước trời vẫn tiềm tàng giữa những thực tại trần thế. Trong đó phải kể đến đời sống hôn nhân gia đình, thể chế Thiên Chúa đã thiết lập cách tốt đẹp từ thuở đầu tạo dựng nhằm đem lại hạnh phúc cho từng người và cho toàn xã hội. Khám phá ra vẻ đẹp và giá trị lớn lao của kho báu và viên ngọc này
người Kitô hữu sẽ sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì anh có để trân quý và gìn giữ những giá trị Kitô giáo trong đời sống gia đình. Lạy Chúa, cuộc sống hôm nay có nhiều thứ hấp dẫn đang che khuất và cản bước chúng con đi tìm kho báu ngọc quý đích thực của nước trời. Xin cho mọi người trong gia đình chúng con biết tái khám phá kho tàng đích thực tiềm ẩn nơi mỗi người và trong gia đình mình, để làm sáng lên những thực tài nước trời và cùng nhau xây dựng gia đình thành cộng đoàn yêu thương hiệp nhất thủy chung. Amen. Xin mời đứng cùng dâng lời nguyện chung. Gia đình chúng ta quây quần bên nhau trong ngày của Chúa. Ngày Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết để cứu độ nhân loại. Chúng ta cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin. Chúa Kitô phục sinh, thông ban Thánh Thần cho hội thánh. Xin cho Đức Thánh Cha, các đức giám mục và linh mục được tràn đầy Chúa Thánh Thần, để ca ngợi luôn nhiệt thành phục vụ dân Chúa theo gương Đức Kitô. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô phục sinh, trao cho hội thánh sứ mạng loan báo tin mừng. Xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn nghi thức sứ mạng truyền giáo, biết dùng lời nói và đời sống thánh hiền mà làm chứng cho Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô phục sinh nên niềm hy vọng cho nhân loại. Xin cho anh chị em đang khổ đau tinh thần hay bệnh tật thể xác tìm được nơi Chúa Kitô phục sinh niềm hy vọng và sức mạnh đỡ nâng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa Kitô phục sinh luôn hiện diện giữa hội thánh. Xin cho gia đình chúng ta luôn hết lòng yêu mến và sống thân tình với Chúa Kitô phục sinh, để người luôn hiện diện trong mỗi người chúng ta, hầu chúng ta biết yêu thương nhau và yêu mọi người như Chúa yêu ta. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô phục sinh, Chúa hằng hiện diện và đồng hành với mỗi người chúng con. Xin tuôn đổ trên chúng con hồng ân cứu độ của Chúa và biến đổi chúng con thành những chứng nhân nhiệt thành của tin mừng. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời. Amen. Xin mời ngồi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria đứng bên Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần nhờ Chúa thương xót hơn. Xin mời đứng. Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cày thân. Lạy Mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn khắp đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không long than thở kêu khấn bà thương. Hỡi ôi, bà là chủ bầu chúng con, xin nghe mắt thương xem chúng con. Đến sau coi đại xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Năm xưa trên cây rồi, làn và tim ma xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra uy linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời, hãy mau ân đang đền bồi, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mẫn côi. Mẹ Maria ơi, Mẹ Maria ơi, con vẫn nghe mẹ rồi, sớm chiều từ nay không hối. Mẹ Maria ơi, xin mẹ đối thương nhầm lời, cho nương biệt sinh tươi, đừng tin sáng ngời. Lạy Thiên Chúa ba ngôi toàn năng, chúng con đang gọi nhau cầu nguyện. Tha thiên này xin cho con tình đành mau chấm dứt. Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con,
cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót. Xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin trả lời chúng con thêm tôn cầu nguyện, được tràn tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin cảm ơn gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan ngại, luôn tận tâm tận lực cùng phụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ xin cầu, xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Chúng con trong cậy ra thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian nan tiêu thôn Đức Nữ Đồng Trinh Hiển Vinh Sáng Lăng. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, người sau chúng con. Lạy trái tim cực thánh cực tịnh ra thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bàn tay sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Các thánh tử đạo Việt Nam, cầu cho chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.